Ngày 24 tháng 12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, tàu cảnh sát biển 8005 của đơn vị vẫn đang tích cực tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá Phú Yên mang số hiệu PI96126TS gặp nạn và mất tích trên vùng biển Khánh Hòa. Thông tin từ tàu cảnh sát biển 8005, thời tiết trong đêm 23 tháng 12 và sáng 24 tháng 12 tại vùng biển Khánh Hòa diễn biến xấu, sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển 8005 và các lực lượng vẫn đang triển khai các hoạt động tìm kiếm ngư dân bị nạn như tìm kiếm người thân của mình. Được biết tàu cá PI96126TS do ông Trần Văn Hiệp, 51 tuổi, trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm chủ tàu và hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương. Ngày 22 tháng 12, tàu đang trên hành trình từ vùng biển Trường Sa trở về cảng cá Phú Yên. Khi đến vùng biển cách mũi đôi khoảng 2,7 hải lý thì tàu bị nước bị phá nước và chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 5 người bao gồm thuyền trưởng và 4 thuyền viên, hiện đang mất tích.